Không biết cả nhà có giống như mình không nha, có những ngày làm biếng nhấc mình ra khỏi giường không nổi luôn á, thiệt tình á. Mà sáng nay gán nhấc mình ra khỏi giường, bước ra ngoài trước nè, nhìn thấy con Châu, lúc đầu tưởng Châu giả không, nó đứng sừng sững ta nói một góc đường vậy đó, ai ngờ nó quay đầu phát hiện đây là con Châu Mộng của nhà hàng xóm, nó còn bầy Châu con bữa nay nó gửi nhà trẻ hết thế về. Thôi buồn tình quá, vô lục trong tủ lạnh còn gì làm đó ăn. Nay Sen đi làm mà cả nhà ơi, mình ở nhà thì mình lén Sen ăn mì xào, món mà Sen ghét nhất là món mình thích nhất ở cả nhà. Mình thì thích ăn mì xào lắm, còn Sen thì không có mê, mấy bữa rồi rủ Sen làm Sen nó không có làm, Sen nó mì xào ăn ngán chết, ăn hủ tiếu xào đi. Mình nó thì mình không có thích ăn hủ tiếu xào, thôi thì bữa nay tranh thủ Sen nó nghỉ mình làm mì xào ăn. Mì xào hải sản nha cả nhà, mực tôm, mấy con tôm này là của đại ca nhà mình á, nhưng mà mình hôm nay mình lén nó, mình lấy nó vài con để mình xào mì ăn coi. Mì xào thập cẩm nha, củ cải đỏ, cải thìa, mực, tôm. Mấy cái nguyên liệu này thì mình chịu khó mình làm 30 giây là xong rồi. Mì bữa nay mình xào mình sẽ chọn là mì hảo hảo chua cay nha cả nhà. Xào tới đâu ăn ngon nhất nách tới đó. Rồi giờ tào lao riết, người ta nói riết không biết riết, càng ngày càng tào lao á. Mì thì mình trụng sơ qua, bắt chảo lên mình xào rau củ quả xong bỏ mì vô. Chắc mai mốt á mình có tiền mình đi mua một cái đèn mới á, cái đèn gì đâu mà quay ta nói nó giặt giặt giặt, mình còn chóng mặt nữa, không biết cả nhà có chóng mặt không nha. Rồi cả nhà thấy dĩa mì xào chất lượng chưa, quá là chất lượng luôn, có hai con tôm thôi, cho nó hết bốn con rồi, mượn của nó xin của nó mà đâu được lấy nhiều. Rồi ơi gấp đũa mì nhét vô cái miệng rồi nhức cái nách cả nhà ơi. Giờ là làm thêm khúc mực nữa rồi, giờ đoạn cuối là người ta nói cái gì khúc cuối cũng là ngon nhất, là ngon dữ chưa cả nhà.